Wow, cả nhà ơi, một cây giáo siêu nụ Bến Tre nè cả nhà. Đó, nụ nó nhiều cực kỳ luôn nha. Mới có trăm thân thôi mà nụ nó như vậy rồi nha. Ra ngoài này nè, ngoài nhánh thuốc ông mày nè. Trời ơi, coi nụ kìa. Đúng thiệt là siêu nụ luôn á cả nhà. Quá xá nụ luôn rồi nè. Và đây chính là hàng siêu nụ già mùa bên vườn mai của chiếc trà bông nha cả nhà ơi. Đó, cành nhánh thì xum xuê luôn nè. Đó, thân thì là em đã là uống dán lông luôn rồi ha. Đế đã xử lý đế luôn rồi nha. Hàng già mùa cho nên nó liền cốt luôn rồi, hết thấy mắt ghép luôn rồi nha cả nhà. Đó, cành nhánh thì xum xuê luôn ha. Nó nở một cái là tội vàng được nguyên cái cây luôn. Bởi vì sao? Một nụ ra một chùm bông luôn nha cả nhà. Đó, chiều cao của cây thì tao cao tầm khoảng 40 tới 60 cm luôn nha. Như cây này thì cao tầm khoảng cỡ 50 55 cm gì đó nha cả nhà ơi. Nè, đó, phân tàn xum xê như thế này luôn nè. Mà giá chỉ có là 250 một cây thôi à. Em bao ship cho cả nhà luôn ha. Còn nếu như anh chị lấy một cặp thì giá là 450 nha cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn nè anh chị, nụ nhiều dữ dằn về anh chị có thể tha hồ mà chơi Tết luôn nha. Rồi, anh chị ơi, thích dòng giáo siêu nụ thì cứ alo qua vườn mai có chiếc trà bông ngay và liền giùm em để chốt ngay cái hàng giáo siêu nụ nè nha cả nhà. Đó, đẹp lắm luôn nè. Hàng thì còn, số lượng còn rất là nhiều nên anh chị yên tâm, đừng có lo sợ hết hàng gì nha. Rồi, alo cho vườn mai có chiếc trà bông để chốt ngay giảo siêu nụ luôn nha anh chị.